Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của Epica Entertainment. Và một năm vừa qua chúng ta đã trải qua với nhau rất nhiều điều. Thế nhưng mà thật không phải là một năm vừa qua, tại vì đầu năm mình bị mất kênh thì mấy tháng sau thì mình lấy lại được kênh và sau đó mình cày lại tương tác rồi nói chung là kênh của mình vẫn còn đang khá là phèo vì phải cày lại tương tác. Thì các bạn thấy đó, trong một năm vừa qua chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều cái thứ liên quan đến plugin và năm 2022 chắc chắn rồi. Năm 2022 các bạn thấy rõ ràng là kênh của mình đa phần là review các plugin, so sánh các plugin khác nhau, các tính chất đặc điểm của plugin, lý do để cho các bạn biết được là các plugin nó sẽ khác nhau như thế nào, đặc tính nó như thế nào để chúng ta có thể ứng dụng nó vào trong cái tình hình thực tiễn của chúng ta, công việc của chúng ta hay là trong sở thích và đam mê của các bạn. Và các bạn thấy đó, trong kênh năm 2022 thì không có một cái nội dung nào, rất ít nội dung liên quan đến việc là mình hướng dẫn mixing cái này, mixing cái kia. Bởi lẽ là những nội dung mixing đấy thì mình đã làm trước đó rồi. Và những nội dung trước đó thì mình cảm thấy rằng là nó cũng khá là cũ. Ngoài ra thì có một vấn đề khác, đó chính là mình thấy rằng ở bên ngoài có rất nhiều kênh YouTube đã được build lên, được xây lên, và mình thấy rằng là họ đang làm mixing về hướng dẫn các bạn, mình cảm thấy rất là ok, rất là ổn so với thời gian trước đó. Đó, đa phần những cái kênh mà thời gian trước đó thì mình cảm thấy nó cũng không ổn lắm, nhưng mà đợt này thì mình thấy rằng có rất nhiều kênh mới rồi, rất nhiều những người đang làm về dịch vụ, mình cảm thấy họ hướng dẫn rất là ok, chuẩn chu và tất cả mọi thứ âm thanh rồi tất cả tốt. Bản thân mình thì mình rất ít làm mixing, thì mình thật ra nói thật là các bạn xem kênh YouTube các bạn cũng nhận ra một điều, đó chính là thật ra bản thân mình cũng kiểu mic nó cũng không được giỏi, bản thân mình cũng phèo phèo thôi, mình là kiểu tay ngang chéo sang, rồi mình thích, mình đam mê thì mình tìm hiểu kiến thức thôi, nên mình có thể truyền bá cho các bạn kiến thức thôi, chứ còn tay nghề của mình thì mình vẫn hay tâm sự với các bạn trên kênh YouTube của mình là tay nghề của mình bình thường, rồi cũng tào lao thôi, bạn nào quý thì donate ủng hộ rồi thế này đó là trai rồi thôi, chứ còn mình cũng chưa xác định cái việc mà mình sẽ đặt lặng vào quá trình mình kiếm tiền hay kinh doanh đối với ngành nghề âm nhạc. Đối với mình thì vẫn chỉ là cái đam mê, sở thích và mình muốn làm nhạc, đơn giản là như vậy. Ok, vậy là trong video này thì mình sẽ tổng hợp lại một số các plugin trả phí nhưng các bạn sẽ được nhận miễn phí trong thời gian vừa qua. Và bây giờ chúng ta sẽ vào video này thôi. Và plugin đầu tiên trong danh sách này đó chính là Little Reator của hãng Soundtoy có giá là 79 USD. Đây là một dạng máy giả lập preamp tube cổ điển Antech 1566A. Và nếu như bạn muốn âm thanh của bạn nghe trở lên ấm áp hoặc đốt cháy âm thanh của bạn với một chút biến dạng bass distortion thì đây là một công cụ có thể giúp âm thanh của bạn trở lên nổi bật hơn, mang nhiều tính cổ điển hơn. Và plugin tiếp theo đó chính là Hatcom Hybrid Compressor của hãng Wave Plugin với giá là 29 USD. Đây là một compressor huyền thoại và nó huyền thoại đến tận bây giờ. Hybrid Compressor không chỉ mang tính chất của một máy nén thông thường mà nó còn sự kết hợp biến dạng đến từ biến áp, bóng đèn và mạch bán dẫn, kèm theo đó là một công cụ limiter. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần một công cụ mà bạn có thể dễ dàng làm chủ Dynamic mà vẫn mang lại tính chất cổ điển của âm thanh. Plugin thứ 3 đó chính là Sibian có giá 29 đô của hãng Wave Plugin. Có lẽ không cần phải nói nhiều về công cụ này vì đây là một công cụ xử lý đứng chói và khó chịu, tiếng xì bật đến từ giọng hát. Đây là một công cụ DSR thông minh với công nghệ tính toán xử lý Sibian hoàn toàn khác so với việc mình sử dụng công cụ DSR thông thường, và bởi vậy âm thanh của bạn sẽ nghe sạch sẽ hơn và mượt mà hơn rất nhiều. Breaker Distortion của hãng Wave Plugin có giá là 29 đô. Đây là một công cụ tạo ra tiếng distortion độc đáo mạnh mẽ đến từ Wave, đặc biệt là cho những bạn yêu thích về sound design. Đại loại là bạn sẽ có một cái âm thanh khi các bạn điều chế sound design đến từ sóng xin, sóng xa tút, và bạn sẽ sử dụng công cụ này để khiến cho nó trở nên nổi bật, mạnh mẽ và rực rỡ hơn. Và đồng nhiên tiếp theo đó chính là True Reverb có giá là 29 đô của hãng Wave Plugin. Một công cụ reverb tuyệt vời nếu như bạn muốn âm thanh của bạn nghe rất là old school. Mỗi một loại reverb đều cho chúng ta cảm xúc khác nhau, không chỉ dựa lên đặc tính của người thiết kế. Bởi vậy mà True Reverb sẽ cho âm thanh hoài niệm vào những năm 2000, kèm theo đó những thông số reverb liên quan đến kích thước. Điều này hoàn toàn khác so với các loại reverb thông thường. Filter MS20 đến từ hãng Arturia có giá là 99 đô. Đây là một bộ lọc kèm theo biến dạng distortion giả lập hệ máy MS20. Có lẽ những bạn là fan của sound design thì các bạn sẽ biết rằng là sức mạnh của một sound design đó chính là sử dụng filter và distortion. Bởi vậy là chỉ cần sử dụng filter và distortion sẽ khiến âm thanh của bạn nghe trở lên rõ nét và nổi bật hơn. Và bởi vậy filter MS20 đến từ hãng Artura là một công cụ sẽ giúp bạn làm được điều đó. CS80V đến từ hãng Artura có giá 199 USD. Đây là một dạng synthesizer giả lập bộ tổng hợp nổi tiếng CS80V đến từ Nhật Bản. Và nếu là những anh em đã chơi hệ sound design thì chắc chắn các bạn sẽ không bỏ qua plugin này. Tab Melon File đến từ Artura có giá là 99 đô. Đây là một công cụ tạo âm thanh cổ điển được mô hình hóa từ máy băng từ truyền thống, có chức năng là preamp, tab
và chúng tạo ra âm thanh cổ điển, âm thanh lo-fi như được phát ra từ băng tử, được sử dụng trên các trách nhạc hoặc đặc biệt trên các bản âm thanh nổi để tạo ra âm thanh của bạn nghe rất cổ điển. Tay compressor đến từ Tech Invasion có giá là 49 USD. Đây là một công cụ compressor vô cùng đơn giản, dễ dàng và dễ sử dụng, đến từ một tên tuổi mới, đó chính là Tech Invasion. Tecom với 4 chế độ và bạn không cần phải nghĩ nhiều về cách cài đặt các thông số, bạn chỉ cần chọn và sau đó bạn kéo throttle, thế là xong. Và đặc biệt tiếp theo đó chính là T-Check Classic Clipper có giá là 49 USD đến từ IKA Music. Đây là một công cụ khiến âm thanh của bạn nghe trở lên lớn hơn mà không bị biến dạng. Và đặc biệt tiếp theo cũng đến từ IKA Music, đó chính là T-Rex EQ81 có giá là 100 USD. Đây là một dạng EQ cổ điển mô hỏng lại EQ81 và EQ73. Cho âm thanh của bạn nghe rất là British. Và đặc biệt tiếp theo cũng đến từ IKA Music, đó chính là T-Rex Compressor có giá là 129 USD. Đây là một máy lén, giả lập lại máy lén Dissector RN8 huyền thoại, được sử dụng rất nhiều trong các phòng thu và được sinh ra bởi tình yêu đến từ 1176 và LIA. Hay nói cách khác là cái ông tạo ra LIA và 1176, kiểu người ta thích quá thì người ta tạo ra plugin này. Và điều đặc biệt đó chính là plugin này cho âm thanh rất là dày dặn và ấm áp. Chúng làm âm thanh nghe trở nên dịu dàng, chúng sẽ không làm âm thanh bị gắt giống như là 1.6 cũng như là AIA. Bởi vậy là rất nhiều các nhà sản xuất âm nhạc tin dùng sử dụng plugin này. MCDSP EC300 Eco Creation có giá là 199 USD. MCDSP là một trong những hãng khá lạ so với thị trường Việt Nam, nhưng thực tế nó rất nổi trên thế giới bởi các plugin của nó là vô cùng đắt đỏ. MC300 là một bộ gồm 3 plugin giả lập lại 3 cơ chế delay mang tính chất là analog và digital, và hơn thế nữa, âm thanh của MCDSP thì luôn cho âm thanh long lanh, trong sạch và mạnh mẽ. Ok, và ngoài những plugin ở phía trên thì còn rất nhiều các plugin khác mà mình không nêu ra ở trong cái video này. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu về các plugin hay là muốn cùng nhau săn deal đại giá thì các bạn nhớ like, share, subscribe kênh channel của mình để cùng nhau theo đuổi cái giấc mơ săn deal đại giá nhận miễn phí như thế này các bạn nhé. Rồi hoặc là các bạn có thể là tham gia chế độ hội viên để có thể là ủng hộ cho người làm kênh có nhiều cái động lực hơn để làm ra nhiều video hơn, hoặc là cùng nhau ngồi săn deal nó vui hơn. Thì video lại kết thúc ở đây. À quên, bí mật ở dưới video này này đó chính là các bạn hãy xem trong phần chú thích. Ở trong phần chú thích sẽ có đường link mô tả một số các plugin mà các bạn có thể nhận miễn phí nhé. Và việc nhận miễn phí này thì rõ ràng là chúng ta tiết kiệm được rất nhiều các kinh phí, sau này đỡ phải mua nó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like, share, subscribe kênh channel của mình để xem nhiều clip hay nhé. Xin chào các bạn.